Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể quý chị nha. Chào mừng toàn thể quý chị quay trở lại kênh YouTube Thiên Định TV. Và hôm nay đây Thiên Định đang có mặt tại ngay trục đường 52m tại Vinomotion Park Gia Lâm. Và hôm nay là buổi chiều ngày thứ bảy, ngày cuối tuần của chị ạ. Hôm nay thì khách đi xem rất là đông luôn. Đặc biệt hôm qua ngày thứ sáu là một ngày có rất nhiều giao dịch, với những giao dịch khủng long lên đến căn lên đến hơn 50 tỷ, căn gần 60 tỷ. Rất nhiều căn đã được giao dịch song lập, thì hôm qua là có 3 căn song lập được bán nữa chị nhá. 4 căn đơn lập hôm qua bán. Thương mại dịch vụ thì cũng có 2 căn thương mại dịch vụ được bán. Thiên Định phải chia sẻ luôn với chị chúng ta là hôm qua ngày thứ 6 rất nhiều khách hàng đã chốt, và hôm nay thì ngày thứ 7 thì cũng rất nhiều khách hàng đã xem, và đến thời điểm này từ sáng giờ đã có 2 căn chốt rồi anh chị ạ. Phải nói là đợt này là cái lượng giao dịch cực kỳ nhiều nha chị nhá. Lượng giao dịch cực kỳ nhiều, và những cái thông tin Thiên Định chia sẻ nó đều là thông tin chuẩn và thông tin chính xác của chị nhá. Thiên Định phải chia sẻ luôn là hiện tại thì cái số lượng căn được bán ra hầu như là đều là những cái căn người ta đã chào rất là lâu rồi. Và thời điểm càng ngày càng tăng giá thì những cái căn đấy bây giờ là nó đã được thanh khoản và chốt. Và chốt một phát thì chốt rất nhanh nha chị nhá. Trong một số căn đấy thì cũng có những cái căn mà nhà đầu tư ôm hàng đấy, kiểu như cũng không phải là tất cả đều là khách ở thật, mà có những căn gọi là chủ, gọi là các nhà đầu tư kiểu như ôm lại đấy, ôm thì ôm giá thì giá rất là hợp lý, và sau đấy sẽ bán ra với mức gọi là chênh lên đến tầm khoảng mấy tỷ, đúng không ạ? Tùy dòng vốn mà người ta kỳ vọng mức giá bao nhiêu thì đưa ra cái mức giá thanh khoản đấy. Và quý vị ta phải hiểu được là những nhà đầu tư là những người gọi là nghiên cứu thị trường rất là sâu, và người ta biết được là thị trường bây giờ là như thế nào đấy, và sắp tới như thế nào, thị trường có tăng được hay không, thị trường có tốt hay không. Và những cái động thái nhà đầu tư ôm hàng là những cái động thái chúng ta có thể thấy được rằng là sắp tới chắc chắn là thị trường cũng sẽ tốt lên thôi, tại vì người ta cầm cả cục tiền, đúng không ạ, gọi là 40-50 tỷ người ta đi đầu tư, người ta phải tính toán lên tính toán xuống, không phải đơn giản đâu chị ạ. Thiên Định nghĩ tất cả đều đầu có sỏi hết, và cái kỳ vọng của người ta là chắc chắn trong thời gian tới là giá sẽ tăng. Và Thiên Định cũng thấy được rằng là bây giờ các cái ngân hàng đua nhau giảm lãi suất rất là sâu, đúng không ạ? Như vừa rồi là cái thông tư 06 vừa mới đưa ra, thì chúng ta có thể thấy được rằng là bây giờ chúng ta có thể vay ngân hàng này đấy, vay ngân hàng này để trả nợ, đúng không ạ, trả nợ cho ngân hàng hàng khác đấy. Nếu chúng ta đang vay mà với cái lãi suất ngân hàng nào mà với cái lãi suất cao tầm khoảng trên 10%, thì chúng ta có thể dùng một số các ngân hàng khác có một cái mức lãi suất thấp hơn để chúng vay, chúng ta trả những cái ngân hàng gọi là đang vay cái mức lãi suất cao hơn. Ví dụ hiện tại thì đang có thấy là Vietcombank này, BIDV này đấy, Vietinbank này là những cái ngân hàng người ta đang hỗ trợ rất là tốt ở cái mức lãi suất rất là thấp. Và Thiên Định nghĩ là sắp tới là lãi suất ngân hàng còn giảm đấy, lãi suất ngân hàng giảm thì chắc chắn là cái giá trị cũng như là cái việc mà mọi người dùng đòn bẫy tài chính ngân hàng để mọi người mua bất động sản, sở hữu bất động sản, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ mọi người đang mua một căn 20 tỷ đi, nhưng mà mọi người đang có chỉ tầm khoảng 15 tỷ thôi, đúng không ạ? Thì bây giờ mọi người đã sẵn sàng vay và dùng đòn bẫy tài chính để vay và mua rồi. Tại vì trước đấy thì lãi suất rất cao, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ lãi suất thấp thì với cái kỳ vọng sắp tới giá bất động sản còn tăng thì khá là nhiều khách hàng cũng như nhà đầu tư đã dùng đòn bẫy tài chính. Đấy. Thì Thiên Định cũng đánh giá là với cái thị trường như này, tại vì thanh khoản rất tốt đi, bây giờ là hầu như kể cả như song lập ở Ngọc Trai bây giờ rất ít căn bán. Đấy, song lập 150m rất ít căn bán. Bây giờ giá cũng đã rơi tầm đấy, như Thiên Định đã nói video trước, giá bây giờ nó rơi tầm khoảng từ 26 đến 27 tỷ rồi. Đấy. Vừa rồi như hôm qua thứ 6 là đã chốt một căn Ngọc Trai 2 là giá đã 36 hơn 36 tỷ rồi con chị ạ. Đấy, mà trước đấy thì giá nó đào xuống chỉ tầm khoảng mua chỉ tầm khoảng chưa đến 32 tỷ. Và bây giờ là nhà đầu tư đã bán ra hàng với mức giá là hơn 36 tỷ. Đấy. Một cái mức lợi nhuận tương đối cao con chị ạ. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là bây giờ là cái việc mà nhà đầu tư ôm hàng thì người ta cũng sẽ có cái cách để người ta làm sao để thị trường nó sôi động. Đấy. Và người ta nhận định thị trường thì người ta nhận định hầu như là
đối với những cái căn mà tại Vinhome Ocean Park Gia Lâm của chúng ta đây thì bây giờ là càng ngày nó đều có cái tính khan hiếm của nó rồi anh chị ạ. Đấy, nó không còn cái việc mà chúng ta có thể là tha hồ lựa chọn. Đấy, đúng không ạ? À, chúng ta có thể là lựa chọn căn này, lựa chọn căn kia, lựa chọn dãy này, lựa chọn dãy kia, nó không còn nhiều cái phương án để chúng ta có thể để cân nhắc nữa rồi. Mà bây giờ ví dụ như là các cái phương án gọi là các cái hàng đã bán đi thì bây giờ nó số lượng tìm kiếm hoặc là những cái sản phẩm mà chúng ta đã xem bây giờ nó chốt lại là chỉ còn 1 đến 2 căn thôi, đúng không ạ? Thì cái việc mà chúng ta chốt trong 1 đến 2 căn đấy thì nếu chúng ta không chốt được thì cái mức giá của nó sẽ tăng lên cái mức giá cao hơn. Cho nên là Thiên Định cũng chia sẻ luôn là nếu như thời điểm này anh chị nha, cô chú anh chị chúng ta đang mà có dòng tiền, đang có tiền. Đấy, kể cả chúng ta trước đấy thì Thiên Định khuyên là chúng ta không nên dùng đòn bẩy tài chính quá nhiều. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể cân nhắc được rồi cô chú anh chị nha, tại vì lãi suất bây giờ cũng thấp. Đấy, cho vay doanh nghiệp thì bây giờ Thiên Định thấy được là khá là rẻ rồi. Như khách hàng của Thiên Định vừa rồi đã vay và mua thì lãi suất của nó chỉ rơi đâu đó tầm khoảng 5.5, đấy 5.5%, lãi suất rất là thấp. Thì anh chị chúng ta có thể cân nhắc và chúng ta lựa chọn nha anh chị nha. Lựa chọn để chúng ta trúng tiền. Thì đối với những cái sản phẩm tại Vinhome Ocean Park ấy thì đến thời điểm này thì nó còn những cái yếu tố nào để còn tăng giá? Thứ nhất là lên quận. Đấy, thứ nhất là lên quận. Nếu như mà quận Gia Lâm nếu như huyện Gia Lâm được gọi là quyết định lên quận thì chắc chắn rằng là cái giá và kể cả giá bất động sản, kể cả trong dự án cũng như ngoài dự án nó sẽ tăng lên, là cái điều chắc chắn. Thiên Định nghĩ là nó sẽ là như vậy anh chị nhá, nó sẽ tăng lên. Và nó tăng bao nhiêu thì chắc nó cũng phải phụ thuộc vào bây giờ nó phụ thuộc vào cái lượng khách hàng quan tâm. Đấy, chứ cũng không, chúng ta không thể nói trước được. Như Thiên Định phân tích thì cái việc lên quận ấy, thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái việc tăng giá. Nhưng mà bây giờ Thiên Định thấy được rằng là nó là cái kiểu như là giống như cái tâm lý của chị ạ. Nó là cái tâm lý. Ví dụ như bây giờ cái khi mà cái tích, một là cái tích thanh khoản càng nhiều nhá, thứ hai là khách hàng tìm hiểu càng nhiều, thứ ba là vừa rồi là cầu Vĩnh Tuy, đúng không ạ? Cầu Vĩnh Tuy 2 đã thông đường rồi. Thì bây giờ cái việc mà chúng ta di chuyển từ bên phía như bên Tham hay bên Royal City thì sang bên Vinhome Ocean Park thì bây giờ nó chỉ rơi tầm khoảng từ 30 phút thôi. Đấy, nếu như bên Tham chắc chỉ tầm khoảng 15 phút, còn bên Royal chỉ tầm khoảng 30 phút. Đấy. Rồi đấy, rồi lên quận là nó cái tâm lý rất là khác rồi, đúng không ạ? Tâm lý nó đã khác hoàn toàn rồi. Đấy, và sắp tới nữa nó bây giờ nó lại có những cái thông tin là Safari rồi Vinpearl của Gia Lâm của chúng ta đây thì sang quý tầm khoảng quý 4 sang 5 sẽ thi công cũng như triển khai. Đấy, nhưng mà Thiên Định chia sẻ luôn là những cái thông tin đấy đều là những tin không chính xác mà chị nhá. Cái thông tin như gọi là Safari với Vinpearl triển khai thì đó là những cái thông tin thực ra là không chính xác. Nếu như có thông tin thật thì bất động sản chắc chắn sẽ tăng cực kỳ mạnh luôn. Nhưng mà đây là những cái thông tin, kiểu là những cái thông tin đấy hầu như mấy năm nay thì năm nào cũng có những cái thông tin như vậy. Đấy, nhưng mà chúng ta phải, khi mà chúng ta biết được những cái thông tin chính xác ấy, nhưng mà nếu nó đã chính xác rồi thì nó lại rất là khó. Tại vì thực ra để mà chính xác thì có rất nhiều thông tin từ trong nội bộ cũng có đi ra. Thì khi những cái thông tin nội bộ mà được đưa ra thì tự khắc gọi là bất động sản sẽ tăng lên thôi. Tại vì thông tin nội bộ mà đưa ra thì rất nhiều các cái nhà đầu tư người ta sẽ ôm hàng trước. Đấy, ôm hàng trước và nó sẽ làm cho thị trường bất động sản sôi nóng trở lại. Nhưng thực ra Thiên Định chia sẻ luôn là hiện tại những cái thông tin đấy là những thông tin chưa chính xác. Đấy, tất cả nó đều chỉ là thông tin ở cái phía gọi là truyền thông một chiều thôi, đúng không ạ? Còn cái việc gọi là để mà chúng ta có thể biết được khi nào Safari cũng như Vinpearl triển khai thì cái đấy phải phụ thuộc vào chủ đầu tư nha anh chị nha. Còn bây giờ không nói trước được điều gì. Còn nếu như biết trước thì tất cả chúng ta bây giờ kể cả bán nhà bán xe chúng ta ôm bất động sản, đúng không ạ? Này, ôm cứ tìm làm sao gần Vinpearl thì chắc chắn là thắng rồi, đúng không ạ? Đấy, như tuần vừa rồi thì hầu như là đều có giao dịch, ngày nào cũng có giao dịch. Và cũng có nhiều cô chúng ta hỏi là thương mại dịch vụ đợt này đã giao dịch được chưa. Thế thì chia sẻ luôn là thương mại dịch vụ 50 năm hiện tại đã giao dịch rất nhiều rồi chị nha. Đấy, nhưng mà đa số đều là những cái căn bán tương đối rẻ và tương đối hợp lý thì mới có giao dịch thôi. Và hiện tại cũng vẫn còn tương đối nhiều căn. Đấy, hiện tại đối với thương mại dịch vụ thì vẫn đang còn rất nhiều căn mà chủ nhà đang bán với mức giá rất rẻ.
Đấy, thì chúng ta có thể làm, nếu như chúng ta mà đã quan tâm đến những cái dòng sản phẩm vĩnh viễn, chúng ta đều biết được rằng là cái diện tích xây dựng của các cái căn biệt thự ở Vinhome Ocean Park Gia Lâm của chúng ta tương đối bé, đúng không ạ? Đấy, diện tích xây dựng nó tương đối bé, nhưng mà đối với những cái sản phẩm thương mại dịch vụ 50 năm thì nó lại ngược lại, là nó được cái diện tích xây dựng rất lớn. Đấy, cái thế mạnh của thương mại dịch vụ là diện tích xây dựng lớn và xây cao hơn so với những cái dòng sản phẩm lâu dài. Đấy, cho nên là, và nó tiếp theo nó là, nó là có cái ưu thế, ưu điểm là nó được phép kinh doanh, cho nên là chúng ta có thể lựa chọn và chúng ta cân nhắc chúng ta mua cho mình những cái sản phẩm thương mại dịch vụ. Thiên Định cũng thấy là rất hợp lý, mà như vừa rồi là khách của Thiên Định hầu như là có tương đối nhiều khách đã chốt thương mại dịch vụ rồi anh chị ạ. Đấy, có, và cũng tùy khu. Đấy, thì chúng ta có thể là lựa chọn như là Hải Âu 9 này, Hải Âu 11 này, sao biển 9A này, biển Hồ 9A này, sao biển 19 này, rồi san hô 2A này. Đấy, đây là những cái khu thương mại dịch vụ mà Thiên Định thấy được rằng là hầu như là như thời gian vừa rồi là khu nào cũng thanh khoản rồi chị ạ. Còn Vĩnh Viễn thì là tăng giá rồi. Vĩnh Viễn đặc biệt là Ngọc Trai là tăng giá rất nhanh. Đấy, bây giờ song lập nếu chúng ta mà tầm vừa tiền chắc chúng ta chỉ mua được sao biển và san hô loanh quanh tầm khoảng 23 tỷ đến 23 tỷ rưỡi. Còn như Ngọc Trai thì bây giờ đã mức ở tầm khoảng 26 27 tỷ rồi anh chị ạ. Đấy. Còn đơn lập Ngọc Trai thì hiện tại vẫn còn những sản phẩm tương đối hợp lý. Đấy, nhưng mà chúng ta phải nhanh tay, nếu như chúng ta thực sự đang quan tâm thì Thiên Định cũng chia sẻ luôn, chúng ta cũng không nên chần chừ trong thời gian này. Tháng Ngâu cũng gần qua rồi, nhưng mà cái việc mà thanh khoản cũng như chốt trong tháng Ngâu nó đã nhiều như vậy rồi, thì Thiên Định tin chắc rằng hết tháng Ngâu đấy, như cái thời điểm dịch nhau chị nhá, như thời điểm dịch thì tháng Ngâu rất chậm, nhưng mà hết Ngâu phát là cái thị trường bất động sản cái thời điểm dịch nó tăng lên rất nhanh luôn. Đấy, cho nên chúng ta nên cân nhắc, một là chúng ta phải mua trong thời gian này, nếu như chúng ta đang có dòng tiền thật sự mà chúng ta có nhu cầu thật sự thì chúng ta mua thời gian này là cực kỳ hợp lý. Còn để mà hết tháng Ngâu thì lúc đấy chưa chắc chúng ta đã có thể mua được những cái sản phẩm giá tốt và vị trí đẹp như thời điểm này, đúng không chị ạ? Đấy, nhau với chị nhá. Cho nên chúng ta phải cân nhắc thật kỹ, nhau với chị nhá. Ok, Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video. Vâng, bây giờ hãy cùng theo chân Thiên Định đi một vòng ở Hải Âu 01 xem hôm nay là ngày thứ bảy thì mọi người bây giờ đang chưa đến 4 giờ chiều, cho nên là hiện tại thì cái lượng kiểu như là mọi người đi chơi thì chắc phải chiều tầm 5-6 giờ mọi người đi chơi mới đông, hiểu chị nhá. Tí nữa Thiên Định cũng, tại vì tí nữa Thiên Định có khách xong chiều về còn cho các bạn nhỏ nhà Thiên Định đi chơi. Cho nên Thiên Định bây giờ là Thiên Định hôm nay là Thiên Định đi chia sẻ cũng như là thị trường một xíu, nhưng mà hơi sớm. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ đi ở đây thì Hải Âu 1 vừa rồi, như hôm qua ngày thứ 6 là Hải Âu 1 chốt một căn nha chị nha. Đọc luôn căn là Hải Âu 1 147 vừa chốt. Còn hiện tại còn một số căn nữa nha chị nha. Giá bây giờ nó rơi tầm khoảng từ 65 đến 68 tỷ, rất nhiều căn đang vị trí rất đẹp của chị ạ. 65 đến 68 tỷ cho những cái căn tại Hải Âu 1. Đấy, và nếu như chúng ta mà thực sự thiện chí thì chủ nhà vẫn còn đao giá nha chị nha. Đấy, chủ nhà vẫn có thể đao giá được. Đấy. Còn thực ra là đối với những cái sản phẩm mặt hồ này thì nó là limited rồi. Như quý anh chúng ta biết được rằng là như ngày hôm qua thứ 6 chốt luôn căn Ngọc Trai 1. Quý anh chị chúng ta biết Ngọc Trai 1 chốt với giá, quý anh chị chúng ta giá 94 tỷ quý anh chị ạ. 94 tỷ cho một căn gọi là Ngọc Trai 1. Đấy. Và trước đấy quý anh chị chúng ta biết được trước đấy gọi là thời gian gọi là chỉ hơn ta. Trước đấy thì giá của nó chỉ hơn 80 tỷ thôi, nhưng mà thời gian này đã tăng lên nó có mức gọi là gần gọi là 100 tỷ rồi, đúng không ạ? Cho nên là giá bây giờ là riêng Hải Ngọc Trai 1 bây giờ không còn căn bán luôn rồi chị ạ. Đấy. Như Hải Âu 1 bây giờ vẫn còn rất nhiều căn đang bán. Đếm trên đầu ngón tay phải tổng khoảng ít nhất 3 căn đang bán. Còn Ngọc Trai 1 bây giờ không còn hàng bán. Đấy. Nhưng mà rất nhiều khách hàng vẫn có cái tư tưởng là bây giờ gọi là khả năng là vẫn chưa gọi là thị trường vẫn còn đang xuống rồi thế này thế kia, nhưng mà Thiên Định chia sẻ luôn là Thiên Định chia sẻ nó đều mang tính khách quan. Và nó đều nói sự thật. Cho nên thực ra là tất cả những cái lời nói của Thiên Định đưa ra của chúng ta hãy cứ ngẫm nghĩ đi. Đấy, và trải qua thì thời gian nó sẽ chứng minh tất cả anh chị nhá. Đấy, cho nên gọi là mình không có nói sai gì cả. Mình không khuấy động thị trường, hay mình cũng không có thể là lùa gà, hay mình cũng có rất nhiều cái thông tin, tin nhắn bảo là lùa gà rồi thế này thế kia. Nhưng mà khi chúng ta phải thực tế, đúng không ạ? Những người quan tâm thực sự đến dự án thì người ta mới biết được thị trường nó như nào. Còn những người gọi là chỉ gọi là cơ quơ thôi, hoặc là xem những cái video nó đơn giản và đưa ra những cái đánh giá nó không chính xác, đúng không ạ? Còn như Thiên Định là ngày nào Thiên Định cũng ở dự án rồi thì chắc chắn những cái gì mà Thiên Định nói ra thì Thiên Định phải đảm bảo là cái sự uy tín của Thiên Định nữa, đúng không ạ?
Cho nên chúng ta yên tâm là khi Thiên Định phát ngôn ra thì đều những là cái thông tin chuẩn. Đấy, còn cái việc chúng ta có thể là thanh lọc thông tin và từ những cái thông tin của Thiên Định có thể là đưa ra những cái quyết định đầu tư có nên hay không nên, đúng không ạ? Đấy, tất cả là phụ thuộc vào anh chị của chúng ta mà. Còn đây là những cái lời chia sẻ cá nhân thôi, đúng không ạ? Còn những cái việc mà Thiên Định nói về thị trường nó là thật, còn cái việc gọi là lựa chọn đầu tư hay không thì nó là cái quyền của chúng ta mà. Ok, Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị đã theo dõi video. Đang có khách gọi nha anh chị nhá. Thiên Định xin phép tắt video và nghe điện thoại. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị ở những video tiếp theo. Nếu anh chị chúng ta có quan tâm đến những cái căn biệt thự thấp tầng hoặc là thương mại dịch vụ tại Vinomotion Park Gia Lâm, hãy liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại là 0907459550 hoặc là 0933313931 anh chị nhá. Thiên Định xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.